Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021, Cần Thơ có số trường hợp COVID-19 như sau. Số trường hợp mắc COVID-19 là 3.313 ca, trong đó số trường hợp phát hiện trong khu cách ly là 1.459 ca. Số trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa là 606 ca. Số trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế là 178 ca. Số trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng là 1.070 ca. Số trường hợp điều trị khỏi là 1.405 ca. Số trường hợp tử vong là 46 ca. Trong ngày 16 tháng 8 năm 2021 ghi nhận 82 ca nhiễm mới, trong đó 7 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 45 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 21 trường hợp trong khu cách ly, 9 trường hợp trong khu vực phong tỏa. Đã truy vết 45 F1, 19 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra, truy vết. Số trường hợp đang cách ly tập trung là 1.846 người. Lũy tích đến nay có 7.903 người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương. Số người đang theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà là 6.317 người. Lũy tích đến nay có 69.462 người hoàn thành theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.